Central rồi các bạn. Mấy hôm nay dịch nó tăng lên nhiều quá Cali, cho nên là bây giờ mình phải kỹ lại, không có cho hai đứa con mình vô, để cho hai đứa nhỏ ngoài xe, chỉ có mình vô mua đồ thôi. Hôm nay mình đi đây mình mua kem dưỡng da các bạn. Mình hay xài kem dưỡng da của Nhật á, hết rồi mình phải lên đây mua. Hôm nay là phải que đeo găng tay, đeo hai cái mask trở lại. Đang đứng xếp hàng vào nè. Các bạn biết dịch bên đây bây giờ nó tăng nhiều hơn là những ngày đầu tiên luôn. Ăn họ vẫn còn các bạn ơi, mà họ bán những cái dạng hộp thôi. Mình tưởng là cái đồ ăn này nó dẹp rồi chứ. Hộp mì ăn ở đây hồi trước nó ăn kiểu như buffet các bạn, bây giờ nó bỏ vào hộp sẵn cho mình rồi, để mình mua cái này cho hai đứa nhỏ nè. Và nó thích cái này nè, nó thích tempura. Ok, nóng luôn à. Hai đứa nhỏ nó thích uống juice, cái nước ngọt có ga của Nhật các bạn, uống ngon lắm. Cô bà, ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Hết rồi hả? Cái cô bà nhìn ngon lắm các bạn, mà hết rồi. Đi tiếp. Chai có hai đồng mấy lần mắt không? Đó. Nha là này có soda không? Nước dưa lưới nè. Nước gì? Chỗ mắt lên. Rẻ luôn. 3 đồng 98.
nhập luôn. Sao cái này rẻ vậy ta? 20 miếng. Không nhớ cái hiểu ra làm sao luôn trời, mấy cái tiếng Nhật này khó nhớ lắm. Quên mất tiêu rồi, rồi nào quên rồi. Có dịch bệnh ở đây mới vắng nổi thôi các bạn, mình thường nó đông rồi đông. Là mấy chị nhỏ này là không được vô trong mấy cái chợ nữa rồi, bây giờ phải ở ngoài thôi các bạn ơi. Mấy hôm trước còn được vô, mấy hôm nay tình hình nó dịch bệnh bên đây nó nhiều người bị quá, nó tăng nhanh quá đó, cho nên bây giờ mình phải cẩn thận lại, không cho mấy đứa nhỏ vô trong chợ nữa. Hello. Trà sữa Oli này nó ngon quá luôn các bạn ơi. Mình là thích uống trà sữa nó béo cho nên là mình rất là thích uống trà sữa Oli. Nó có mấy cái giống như là mấy cái cục béo, thiệt béo như pudding vậy các bạn, mà nó nằm lẫn ở trong cái sữa đó. Cái nó béo kinh khủng luôn, mình rất thích uống trà sữa béo. Ăn là phải kiêng nhưng mà uống trà sữa là phải uống cho nó béo, cho nó ngọt. Tại lâu lâu mình mới uống, mình đâu có uống mỗi ngày đâu. Ơi, trà sữa này không có gần nhà mình, đi khoảng 15 phút. Dạ, yeah. Mẹ nè. Để ra đi mua rồi bây giờ.
quá, ngon quá. I know the picture. Đây gì đâu mày? Wow, cái áo màu dễ thương quá. Order nó không có về một lần mà nó về lắc nhắc. Wow, cái màu dễ thương quá. Mấy cái quần thích kia nè các bạn, đẹp không? Cái màu nó cũng đẹp quá ha. Mua size extra small vừa luôn đó. Thì trước mua cái váy mà đi đổi không có size, mình bận size 0 mà mình mua size số 2. Mình nghĩ là mình bận size số 2 nhưng mà ai về mình bị rộng, cái mình đi đổi size 0 không có hàng. Wow, cái này giá gốc của nó bán mắc ghê không? 72 đồng 50 cent nè, nhưng mà mua được sale. Cái quần này cũng đẹp nữa. Cái quần này nó bán bao nhiêu ta? Nó cũng của Loft nè. Về nhà có cái này ăn cho nó nhanh. Cũng có nấu cơm nhưng mà lâu lâu ăn cái món này nó ngon lắm. Nè, cái này nó kêu mình hâm 2 phút 30 giây trong cái lò có công suất là cái gì 1100W. Thôi nhìn tướng được 1000W đó, ngon không? Đó, có 4 đồng à. Rất là ngon nha các bạn. Ngon như trong tiệm luôn á. Các bạn nào đi chợ Nhật Tokyo Central nhớ mua cái này ăn thử. Bây giờ mình sẽ hâm. Cái lò của mình nó mạnh hơn thì mình hâm 1 phút. Ê, 2 phút. Mình đang làm buổi chiều để mình ăn đó các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái bơ đúc lò với lại trứng á. Bake avocado with egg. Mai mình có 2 trái bơ nhỏ nè, cái bơ nhỏ nhỏ vậy nè. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Đầu tiên thì mình sẽ xịt 1 lít dầu. Mình có cái chảo gang nhỏ nè các bạn, cái chảo mình ăn bò bít tết á. 1 lít dầu ăn lên. Xuống mình cắt nhỏ bơ ra. Cái này mình học được ở trên YouTube một cái người Mỹ họ làm đó các bạn. Cắt cho mình sắp thành vòng. Mình
bơ này mình mua ở nhà vườn các bạn, ngon lắm chứ không phải mua ngoài chợ. Mình xách cái đồng gần này. Rồi mình sẽ đập hai cái trứng sai nhỏ vô trong giữa, là mình sẽ rắc muối tỏi lên. Các bạn không có muối tỏi thì các bạn xài muối bình thường cũng được. Rắc đường hết. Rồi. Sau đó cho tiêu lên. Có cái Italian seasoning nè, cho mấy cái lá thơm á lên trên. Ok, bây giờ mình sẽ bake, mình sẽ nướng trong lò khoảng 10 phút ở 400 độ C nha các bạn. Hôm nay mình làm biến nướng trong lò, mình nướng bằng cái air fryer, cái nồi chiên không dầu á. Nướng 400 độ trong vòng 10 phút. Cái lò này 400 độ là hết cỡ này nha các bạn. Đó, nướng 10 phút trước ha. Tương ớt chín su bỏ lên. Giỡn không? Nóng nha con. Ừ, nóng hết. Đụng ở đây nha. Cái chảo này nóng lắm. Ừ. Cái này nó hơi chín nè. Muốn cho mình để chừng 8 phút được. 7-8 phút. Wow, ngon quá các bạn ơi. Bơ này là xuất sắc luôn. Còn ngon quá. Ngon quá. Ăn thì vừa ngon thì không có sợ mập. Này các bạn có bánh mì cũng ngon. Nhưng mà mình có bánh mì mình không ăn. Sợ mập. Này nó hơi chín. Mình sao cho mình cho 7 phút. Ngon quá. Đây, để độc lập của Mỹ nè. Đó, đang bắn pháo bông nè. Các bạn biết là ngày này là người dân bắn pháo bông tới sáng luôn. Đêm nay là nhà mình khỏi ngủ rồi, bắn pháo bông tứ bề. Các bạn nghe không? Đùng đùng đùng. Hôm nay những cái tụ điểm mà tổ chức pháo bông á, hoặc người ta không có được phép bắn pháo bông nữa tại dịch bệnh đó các bạn, thì ở nhà người dân bắn quá trời bắn luôn. Nhiều lắm, một lát nó bắn lên trên cao luôn nè. Trời. Wow, đầy nha. Happy birthday in America. Giờ này là 9 giờ rồi các bạn mà vẫn còn sáng sáng. Wow. Cái tiếng pháo nó nổ mà không biết là nó ở đâu hết. Quá trời quá đất. À đằng kia đang nổ đùng đùng. Nghe giống như là Tết hồi xưa ở Việt Nam các bạn ha. Hồi mình còn nhỏ đó, mỗi lần giao thừa là nghe pháo nổ đùng 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 khắp nơi. Ở này nó bắn ở xa mình không thấy, ở đây mà nghe tiếng lớn lắm.
pha bông hay gì nè. Đúng, đúng. Xin này thì còn pha bông xin đi khoái nè. À mà trái này xin đi đứng đây xin đi chưa thấy gì hết mà nghe đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Đó, con thấy nó sáng rồi. Sáng lên đốt cái xăm nhà mình. Ồ, bự quá vậy. Xong rồi ở video. Ừ. Giờ chỗ nào bắn ra đây cho mình thấy rồi ta. Bùm bố, kia con thấy không? Đó, thằng kia kìa. Wow, trời ơi. Wow, ở đây bự mà mình không có thấy, phải đi ra ngoài. Pink firework. Oh, pink firework over there. Oh. Nhiều quá, nhiều quá. Ready. Wow, ở đây bắn sáng rồi. Pink. Wow, Sydney nhìn kìa, Sydney look up. Nhìn kìa. Yeah. Nhìn Sydney, Sydney. Wow. Đẹp quá Sydney ơi. Đẹp không? Đẹp quá. Oh, look, look, see. Look at this. Wow. 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 Beautiful. Yay. Don't go. Look at this. Look at this. It's a Mexico. Magical, huh? Magical, Mexico. Magical. Uh-huh. Wow! Finally! Wow! 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 Trời ơi vui quá à. Năm nay đốt nhiều quá, đốt nhiều năm ngoái á. Wow! Đi thay đồ đi vòng vòng coi. Wow! Công việc ở đây. Và wow, đây giờ nó làm mấy cái chỗ ngồi ngoài. Wow, cũng hay quá. Bây giờ nó không cho ngồi ở trong rồi, nó để mấy cái ghế ở ngoài. Wow, nghỉ hết trơn. Thank you. Nghỉ hết trơn. Đây chỉ có tour guide thôi các bạn ơi. Mấy tiệm vàng này còn đóng cửa.
điều hiu. Này mới quăng ăn đóng cửa. Còn một ít mở cửa. Ai cũng đeo khẩu trang hết. Thấy buồn ha. Tiệm vàng còn bán tóc giả. Ăn đồ ăn không các bạn? Đồ ăn Việt Nam đủ thứ rồi. Đó. Cơm tấm, cháo gà, bột chiên. Giỡn không? Mình đang thèm cà phê. Mua cà phê uống. Ở nhà đi bộ. Con gà siêu siêu. Cà phê ở đâu bán ta? Ở tiệm Covinam các bạn bán áo dài á. Chị làm bánh lăng bán nè. Nghe nói ngon đó, mình mua ủng hộ. Tiệm Covinam ở trong Phú Lộc Thọ nha các bạn. Chị có bán bánh lăng với dao ua. Các bạn có cần có nhu cầu gì thì lại order chị. Mình đang mua cà phê sữa đá. Bánh lăng này. Hũ lớn ghê. Đồng 75 hũ, 10 đồng 6 hũ, 5 đồng 3 hũ. Cà phê của Ly Sandwich kế bên nè. Mà nay Ly Sandwich đóng cửa rồi. Mình có mua cà phê ở tiệm Wheat Straw. Ly Sandwich là cái chuỗi bánh mì lớn của người Việt, lớn nhất nước Mỹ rồi. Mà nó bắt nguồn là từ hình như là từ Bắc Cali. Cái người chủ dễ nổi tiếng khách nước Mỹ luôn là họ có nhiều chi nhánh đó, đã bán bánh mì Việt Nam rồi bán cà phê Việt Nam và đa trong đó họ bán những cái đồ ăn vặt truyền thống của người Việt như bánh bía rồi mấy cái giò chả rồi các bạn, chả giò. Ngồi đây uống cà phê một chút các bạn rồi mình đi về. Thôi nhẹ người quá. Tại dở quá. Có ba ông Phú Lộc Thọ thôi. Asia Garden Mall. Hôm nay trời nắng ấm nè, họ làm những cái lều ngồi ăn uống ngoài cũng được quá ha. Mình nghĩ mấy cái lều này nó kiểu như nó di động được nè. Thôi mình đi về. Mình đi chợ mình mua ít đồ nữa. Ok, let's go các bạn ơi. TJ Maxx, có bạn nào ở Mỹ chắc ai cũng biết TJ Maxx hả? Đây là cái shop mình yêu thích của mình. Cái cửa hàng nào họ cũng mới mở lại ở đây thôi. Họ bán rất là nhiều đồ hiệu tốt mà giá rẻ các bạn. Đồ rất là tốt. Nếu còn đồ bếp á mình rất là thích. Đồ dùng cho bếp núc á. Đồ tốt không à. Thì mình vô nha.